Thủ tướng tận dụng tối đa thời gian vàng không để phát sinh ổ dịch mới. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tận dụng tối đa thời gian vàng khi thực hiện giãn cách để làm sạch các vùng dịch, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến ngày 23 tháng 7 triển khai thực hiện điện của Thường trực Ban Bí thư về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp đang gặp phải nhất là khi thực hiện chỉ thị 16. Các hoạt động bị hạn chế, biến động ở mức cao, học sinh không có kỳ nghỉ trọn vẹn, một bộ phận người dân bị mất việc, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Ông khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện để các tỉnh, thành phố ngăn chặn cũng như đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình và sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả để giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện cao nhất có thể. Thủ tướng đánh giá thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ thị 16 tại một số địa phương còn chưa nghiêm, thiếu sự kiểm tra và giám sát. Một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội, vẫn còn tình trạng tập trung đông người ở nhiều nơi. Còn có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị Tại nhiều nơi, tổ COVID cộng đồng còn chưa được thành lập. Việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ tại một số nơi còn chưa tốt, kể cả các địa phương có điều kiện, nhất là về trang thiết bị, vật tư và nhân lực. Việc tổ chức thêm vaccine tại các địa phương vẫn còn chậm. Bên cạnh đó, lượng người về từ các vùng có dịch đến các địa phương lân cận lớn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát chưa được thực hiện theo đúng quy định của chính phủ, còn để xảy ra ách tắc cục bộ trong vận tải, lưu thông hàng hóa. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả các hạn chế này trong những ngày tới để thực hiện giãn cách thực chất và có hiệu quả. Về một số chỉ đạo trong thời gian tới, người đứng đầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan, các địa phương cần tận dụng tối đa thời gian vàng khi thực hiện giãn cách để tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch trong tuần đầu thực hiện giãn cách, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn vững chắc nhanh nhất có thể. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu bảo đảm kịp thời và đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phòng chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng phải đảm bảo có đủ số lượng máy thở và oxy. Các địa phương khẩn trương ra soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn, gửi văn phòng chính phủ và Bộ Y tế tổng hợp xử lý, điều phối theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo hỗ trợ đúng nơi thực sự có nhu cầu. Bộ Y tế cùng với các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng sinh viên các trường y dược, lực lượng ngoài nhà nước, các tổ chức tư nhân để tăng cường nhân lực chuyên môn cho các nơi cần thiết, đảm bảo trang thiết bị phòng hộ và tiêm vaccine đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu, không để các lực lượng này bị lây nhiễm. Các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là ở khu cách ly quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Các địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý ngay, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổ chức tiêm vaccine đúng đối tượng, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Các địa phương khắc phục ngay việc có vaccine mà chưa tiêm được và tiêm không đúng đối tượng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương quán triệt và triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, căn cứ vào tình hình thực tế, các bộ ngành địa phương chủ động sáng tạo linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, theo nguyên tắc trong tình hình mới phải có cách tiếp cận mới và các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Có thể áp dụng các biện pháp với mức yêu cầu cao hơn theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan so với chỉ thị 16 nhằm hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa người với người để nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện và đẩy mạnh kêu gọi, vận động người dân nâng cao ý thức, tích cực tự giác thực hiện. Các địa phương cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh những cá nhân, tập thể không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của chính phủ, ban chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý các địa phương không tự đặt ra các quy định và thủ tục như quy định về loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thiết yếu trái với quy định chung, nhất là của pháp luật. Những gì chưa hợp lý phát sinh từ thực tiễn cần đề xuất sửa đổi, điều chỉnh tổng thể hợp lý và phù hợp. Đối với các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đặc biệt là phải quán triệt phương châm lớn, rõ, nghiêm, chắc và hiệu quả. Cụ thể, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn một cách quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả. Trong thời gian này tập trung ưu tiên cao nhất cho lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch, nhất là những nơi có ổ dịch, bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng người dân. Trong thực hiện chỉ thị 16 phải quán triệt phương châm, rõ là phân công quy định rõ ràng trách nhiệm của cả cơ quan nhà nước và người dân. Nghiêm tức là thực hiện nghiêm, triệt để, chặt chẽ yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, ở nguyên tại chỗ, không di chuyển, đặc biệt là trong các khu vực phong tỏa, cách ly, không để chặt ngoài lòng trong. Thứ ba, chắc, đảm bảo duy trì kết quả chắc chắn và bền vững, làm đến đâu chắc đến đó. Và cuối cùng là hiệu quả, tức là phát hiện nhanh nguồn bệnh, truy vết hiệu quả, phong tỏa, cách ly chặt chẽ, nghiêm túc, hạn chế tối đa số ca nhiễm mới. Nếu có ca nhiễm thì cố gắng không để chuyển nặng, giảm tối đa ca tử vong. Thủ tướng giao Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp theo những định hướng mới rất quan trọng, nhất là trong điều trị và phân bổ, tổ chức tiêm vaccine. Cụ thể, Bộ Y tế chỉ đạo và hướng dẫn xử lý quá tải tại các cơ sở y tế trong tiếp nhận, cách ly, điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2. Quan trọng nhất là thu dung, nghiên cứu phân loại nhanh F0 theo tình trạng bệnh. Rất nhẹ, nhẹ, nặng, rất nặng, cấp cứu để có biện pháp quản lý, điều trị khoa học. Phù hợp với năng lực cách ly và tập trung nguồn lực điều trị cho các đối tượng theo hướng phân loại người nhiễm thành các tầng điều trị một cách khoa học, hợp lý, sát thực tế, 3 tầng hoặc 3 tầng 5 lớp. Bộ Y tế phải thống nhất khái niệm khi thực hiện không lúng túng và có trung tâm điều phối thống nhất. Ví dụ, nhẹ, rất nhẹ có thể điều trị ở tuyến xã, huyện hoặc nghiên cứu hướng dẫn cách ly tại gia đình một cách chú đáo, an toàn cho nhân dân yên tâm. Nặng, rất nặng thì chuyển lên tuyến trên, cấp cứu tại trung tâm. Thủ tướng yêu cầu phân bổ kịp thời và hợp lý lượng vaccine đã có, tập trung cho các địa bàn, đối tượng ưu tiên, có nguy cơ cao và hướng dẫn đôn đốc việc tiêm vaccine theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả lưu ý chỉ đạo việc tiêm vaccine theo nguyên tắc đảm bảo công bằng trong tiếp cận đúng đối tượng kiên quyết không để hiện tượng xin cho đồng thời tránh tâm lý đợi chờ lựa chọn vaccine bằng các quy định quy chế cụ thể và rõ ràng để người dân giám sát mở rộng diện tiêm vaccine theo các khuyến nghị của who trong đó có người cao tuổi người có bệnh nền xử lý nghiêm và kịp thời theo pháp luật các trường hợp sai phạm Bộ Y tế cần hướng dẫn chi tiết thực hiện việc kết hợp hài hòa và hợp lý giữa y học cổ truyền và hiện đại trong điều trị COVID-19 một cách khoa học, hiệu quả, sát thực tế. Giả soát và hoàn thiện quy định về xác định tiêu chí, điều kiện, quy trình như thế nào là không có dịch, như thế nào là có dịch, khi nào thì áp dụng 15, 15 cộng, khi nào áp dụng 16 và 16 cộng và khi nào dịch đi qua để các địa phương chủ động có biện pháp phù hợp, hiệu quả hoặc trao đổi thống nhất với các địa phương khác về biện pháp tăng cường và thống nhất thực hiện đảm bảo lợi ích chung. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch theo quy định phòng chống dịch, đón tận nơi, khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly một cách chặt chẽ và nghiêm túc.